Qua em có một chị bệnh nhân bị cái dị ứng mẩm ngứa và viêm da cơ địa thì rất là nặng. Và chị đấy sau khi sử dụng của em vừa được một tháng thôi thì cao viêm da của em ấy, thì chị đấy phản hồi rất là tuyệt vời, thậm chí cũng muốn làm cả cộng tác viên nữa. Thế thì thực sự ấy, trong cái sản phẩm cao viêm da mẩm ngứa dị ứng của em ấy, hay là á sừng vảy nến, thì có một cái dược liệu mà thật sự em nghĩ là mọi người ít gặp. Nếu như mọi người gặp thì mọi người có thể lưu lại ngay hoặc là lấy về trồng, đặc biệt bà con nông thôn miền núi ấy. À, phía Bắc ấy, thì sẽ có thể gặp này. Đây mang tên là cây sầm và điều trị rất là hiệu quả trong chứng này, viêm da vảy nến á sừng này, thậm chí là trẻ em hay người lớn đều tắm được. Với trẻ em ở trên vùng quê em ấy thì mẩn ngứa dị ứng này, rôm sảy về đây tắm thì đều lặn hết, và giúp cho cái da mình láng mịn, thậm chí là làm trắng da. Thế thì trắng da một cách rất là tự nhiên đấy ạ. Thì đây chính là cây mang tên là cây sầm, và mọi người có thể quan sát cái cây này, lá nó sẽ nhỏ một chút. Và cái cách sử dụng khi em nấu cái cao viêm da dị ứng ấy thì là em sẽ sử dụng thân cành lá của nó. Như cây này em đã lấy một đợt rồi này, thân cành lá mình không cần lấy nhiều đâu, lấy hàm lượng ví dụ thân cành lá khoảng 2 kg, vì cái nồi cao của em nấu 14 ngày liên tục. Và mọi người có thể đun sôi cho em khoảng, nếu mà có tươi nhé, mọi người dùng để sử dụng hàng ngày dùng khoảng 100g thôi, đun khoảng 3 lít nước đun sôi, sau đó mọi người để ấm và mọi người tắm cho trẻ em người lớn này, rất là hiệu quả để lỡ mẩn ngứa viêm da dị ứng á sừng đấy. Còn nếu mà mọi người có khô dùng khoảng 15-20g đó, thì mọi người có thể cần cái cao viêm da hoặc là điều trị thì có thể có mẩn